Xăm xăm mát. Ekip này, ekip nữa này. Hai cái ekip, một crack bên kia, hai xăm một mát. Được đấy, quân đánh được. Chipper sẽ là người đánh xong pháo ở trận này và sẽ tập trung vào ca to nhiều hơn. Các bạn có thể thấy cái game TV đang tràn vào đồ rất xa, đang tràn ra ngoài rất xa. Chỉ có ca là tràn thấp thôi, bởi vì ca cần phải một khoảng thời gian để tụ. Trận thi đấu thứ tư ở vòng đấu thứ hai, các game thủ bên phía của game TV chúng ta đang dẫn trước các game thủ bên phía Thái Bình với tỷ số là 2-1. Maxe có bẹt kẹp voi. Maxe sẽ là một thế lực ở trong bản đồ lại với những quân như thế này. Chia sẻ gặp Summer 1-1 thế thì Maxe ở cánh nào? Chi boy cẩn thận, em phải đánh bẹt lướt đi, để bẹt đi, tập trung để bẹt một tên đi. Không nhớ nhớ voi nó tràn. Maxe nó sẽ đánh voi. Chưa biết gặp ai. Mồ 2 kìa. Một bên kia mồ 1, mồ 2. Mồ 3 nhá. Mác đầu cánh chip rồi. Để bẹt. Nhiều bẹt vào. Ý á. Đùa à. Mồ 3 mác phê đánh y này. Sao lại đánh y nhở? Lô 1 đạp rất khỏe. Vào thời điểm đầu Lô 1 đã đạp được rất nhiều rồi, có rất nhiều lợi thế rồi. Chi boy đẩy ván ca ra nhà L của game thủ Lô 1. Em đang thất thủ à? Em đang thất thủ à? Em cứ để nhiều bẹt trước đi. Nhiều bẹt vào để chống Ibase đã. Ca tính sau. Em tách bài ca sang nhà lô 1 đi. Sang nhà lô 1 đi. Em tách bài ca sang nhà lô 1 dần đi. Cắm cờ đi. Đấy đúng rồi. Đi ra đấy để chống, để chơi hot. Rồi kệ nó, tí nó đi đến đấy thì điều sau. Trời thần đi Egypt, đúng rồi, trời thần. Có ca sang kê cho hai nhà để đạp thì sẽ rất là thích. Rồi, chim sẻ cũng đang đi đạp rất tốt. Vâng, đánh thông cánh bên này trước, đánh chết Maxi trước thì việc đối đầu với hai Summer sẽ dễ dàng hơn với những con ca to của Greg. Ba nhà đều đánh quân cô, hai nhà đều có trọi thần ekip. Nếu như đội bạn không đánh ca to thì việc mà dùng hot phá trọi thần thì nó là một và một lựa chọn không thông minh.
Bên này thì thừa rất nhiều vàng ở Chip Boy. Ba nhà đều phải đi làm gỗ nhiều và làm cả ruộng luôn. Chip Boy đã bắt đầu có rất rất nhiều những con sóng pháo thần rồi. Voi lu nhanh nhà màu ba mà. L144 đang có những con hot của game thủ Gunny đi ăn dân. Kìa bẹt em ơi, đi đi bẹt kia, dưới đấy đấy đấy, bắn đi đi rồi, bẹt đang đến rồi. Đi của anh đang trèo cánh sang những nhà đập đôi. Chỉ là cần chú ý thủ nhà L cho nó một thôi. Đối phương không công được thì sẽ thua. Lại bây giờ lại để cả ca to ra nữa đi. Rồi xây nhiều ca bên này vào rồi. Đi ăn gỗ nhiều vào. Có lẽ vàng nó không là vấn đề quan trọng ở trận này, mà gỗ mới là cái quan trọng. Bởi vì cả ba cái thủ chúng ta đều rồi, song pháo thần nó đang tỏ rõ sự khác biệt trước cả Maxi và hai nhà Summer bên phía của các game thủ Thái Bình. Đội bạn khó đánh hơn mình nhiều. Rồi 3-1 trong vòng thi đấu thứ hai dành cho game thủ bên phía của Game TV. Như vậy chúng ta toàn thắng sau hai vòng đấu. Điểm số của Game TV đang là cao nhất rồi. Dạ, mình thắng Sky 3-0, thắng Thái Bình 3-1 rồi, vô địch chắc chắn rồi. Sky đang thắng Hà Nội, đang dẫn trước. Sky thắng Hà Nội là mình thắng vô địch chặt luôn, không cửa nữa.